Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Real Gaming. Và sau rất nhiều ngày ấp ủ, sau rất nhiều phiên bản được hé lộ từ nhỏ tới lớn, thì cuối cùng Garena đã chính thức công bố rằng cái bản đồ thứ 3 ở trong Garena Free Fire sẽ là bản đồ của sa mạc. Và cái sa mạc này sẽ có tên đó là Kalahari, và một cái tên mà nghe nó khá là hay ho. Và cái bản đồ sa mạc này nó sẽ sớm xuất hiện ở trong cái phiên bản thử nghiệm. Tuy nhiên thì có rất nhiều nguồn tin như là Free Fire News cũng như Free Fire Mania đã mang đến cho chúng ta cái nhìn đầu tiên về cái bản đồ, đó là cái sa mạc Kalahari này. Và đây là một trong những bản đồ mà có lẽ là được mọi người chờ đón nhất trong suốt một năm vừa qua. Tại vì là cái lần cuối cùng mà Garena ra mắt một cái bản đồ mới thì đó là tháng 7 năm 2018, thì nó đã cách đây đến gần một năm rưỡi rồi. Và bây giờ thì chúng ta mới có cái bản đồ thứ 3 ở trong Garena Free Fire. Và nhìn qua chúng ta có thể thấy là cái phong cách đậm chất sa mạc, nghĩa là có rất nhiều những cái vùng đất mấp mô và có rất là nhiều những cái khoảng rộng để chúng ta có thể bắn nhau. Đây là một trong những cái khu vực đầu tiên ở trong cái bản đồ Kalahari đã được hé lộ bởi kênh Free Fire Mania của bên Brazil. Thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái khu vực mà trông nó khá giống như là cái bố trí của thành phố biển ở trong đảo quân sự. Tuy nhiên thì nó sẽ nằm ở trong một cái khu vực mà có tường bao. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái tháp canh rất cao, và chúng ta có thể thấy là cái bản đồ này nó có rất ít cây và cái tầm nhìn của chúng ta sẽ rất là tốt. Và với cái bản đồ như thế này thì cái việc mà bạn sử dụng các khẩu súng ngắm từ nòng 4x cho đến những cái khẩu như K98 hay AWP sẽ là một trong những điều rất quan trọng, và nó sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của tất cả các đội. Chúng ta có thể thấy rằng là cái điểm nấp ở trên cái bản đồ sa mạc này là rất ít, vì thế nên là chúng ta sẽ phải có những cái pha giao tranh mà nó có ở tốc độ cao hơn. Thì một trong những thông tin mà mình được biết ấy, thì là cái bản đồ sa mạc này thì nó sẽ không to hơn bản đồ đảo thiên đường, bởi vì là cái bản đồ đảo thiên đường hiện tại thì nó là một cái bản đồ được tối ưu để cho game Free Fire rồi. Và nếu như bây giờ mà Garena làm một cái bản đồ to hơn cái bản đồ đảo thiên đường thì game của chúng ta nó sẽ bị crash, vì mình nghĩ là cái bản đồ này nó sẽ không to đảo thiên đường. Các cái công trình ở trên cái khu vực sa mạc này thì chúng ta sẽ chỉ chủ yếu thấy là những căn nhà một tầng. Tuy nhiên thì là cái lối đi ở những giữa những căn nhà này nó sẽ rất hẹp, và chúng ta có thể dễ dàng trèo lên nóc của những cái căn nhà này. Thì bạn nào mà đã chơi PUBG rồi, bạn nào chơi cái map Mirama ở bên PUBG rồi thì sẽ biết là cái bản đồ này nó cũng khá giống với cái bản đồ bên PUBG. Thì nó có những cái ván nằm ở trên cái nóc của những cái tòa nhà một tầng này, những cái tòa nhà cấp 4 này, để người chơi có thể di chuyển qua. Một căn nhà thì có rất là nhiều cửa sổ, có cửa chính, có cửa sổ, nhưng mà có rất nhiều cửa sổ chúng ta có thể leo ra leo vào. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là những cái căn nhà này thì cái cửa sổ nó đều có cánh cửa, cũng như cửa ra vào đều có cánh cửa. Và không biết là cái điều này nó có là một cái gì mới trong Garena Free Fire ở trong phiên bản UB19 hay không. Về cái cảm quan của mình ở trong bản đồ này thì mình thấy là cái cách bố trí của các khu vực thì nó khá là xa nhau. Tuy nhiên thì nó có một cái sự gọi là những cái khu vực này nó có những cái mang tính nhỏ lẻ, tức là nó có rất là nhiều những căn nhà rải rác ở trên đường. Nghĩa là với cái hòn đảo này thì mình nghĩ rằng cái điểm nấp của nó sẽ phong phú hơn rất nhiều so với đảo quân sự hay là đảo thiên đường. Đảo thiên đường và đảo quân sự thì ở những cái điểm trống ấy thì chúng ta thường chỉ có 1-2 cái chòi để nấp thôi. Tuy nhiên thì cái khu vực này chúng ta có thể nhìn thấy là những cái khu vực lớn thì hình như là chỉ có một cái thành phố ở trung tâm của cái bản đồ thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy cái thành phố ở trung tâm bản đồ. Ngoài ra thì tất cả những con đường ở trên bản đồ này đều sẽ dẫn đến cái thành phố trung tâm này, và ở những cái khu vực khác thì nó chỉ là những cái khu vực khá là nhỏ thôi. Xung quanh thì có rất là nhiều đồi núi, và địa hình của cái bản đồ này thì phải nói là tương đối phức tạp, mà nó lại khá ít là cây. Và như vậy chúng ta sẽ phải di chuyển khá là nhiều ở trên cái bản đồ này để liên tục tìm cho chúng ta những cái điểm nấp mới, tại vì những điểm nấp sẽ luôn luôn bị đối phương phát hiện. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng cái bản đồ này sẽ không có sông hay là không có biển, bởi vì nó là sa mạc, nhưng mà tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có sông và có biển. Ở đây chúng ta thấy là có một cái công trình, đó là cái thuyền nó bị vỡ, và cái thuyền này cũng có thể là một trong những cái điểm mà các game thủ có thể sử dụng để cam.
khá là hay ho. Và với việc mà có cái biển thì chúng ta có lẽ sẽ vẫn có một cái dòng sông chảy qua cái sa mạc này để cho nó làm phong phú hóa cái khả năng di chuyển của game thủ. Và cái có vẻ như cái thuyền này nó sẽ nằm ở một phần mép của bản đồ. Khi mà chúng ta nhìn từ phía của cái con sông vào phía bên trong thì chúng ta có thể nhìn thấy quang cảnh của cái những cái dặng núi. Và mình thì cũng không biết là những dặng núi này có leo lên được không, nhưng mà mình nghĩ nó cũng giống như là đảo Thiên Đường, thì nó sẽ là một cái nơi mà nó giới hạn cái khả năng di chuyển của chúng ta. Và có thể thấy là cái game này có rất là nhiều dốc, thì không biết ở trong Gaina Free Fire có ra mắt một cái loại xe mới để có thể có khả năng leo dốc tốt không. Bởi vì là những cái xe của Gaina hiện tại thì cái khả năng leo dốc của những cái xe trong Gaina Free Fire hiện tại nó khá tồi. Ở đây chúng ta còn có thêm một công trình nữa mà mình phải nói là nó rất khổng lồ. Các bạn có thể nhìn thấy là cái độ lớn của cái tàu ngầm này, đây là xác của một cái tàu ngầm, và cái độ lớn của cái tàu ngầm này thì nó to rất nhiều so với container. Nếu mà chúng ta từng chơi đảo Thiên Đường thì chúng ta sẽ biết là cái container thì nó là một trong cái rất là to rồi, và khi mà nhân vật chúng ta đứng đấy thì hoàn toàn có thể bị che khuất bởi cái container. Tuy nhiên thì cái tàu ngầm cũng như cái giàn khoan này thì phải nói là nó to hơn cái container này rất nhiều, và đây có thể là một trong những cái khu mà người chơi có thể đi vào bên trong cái tàu ngầm này để loot đồ ở bên trong cái tàu ngầm mà nó đang bị mắc cạn ở trên cái sa mạc này. Phải nói là cái công trình này cũng sẽ là một trong những công trình cực kỳ thú vị, và sẽ rất nhiều người là muốn nhảy xuống đây để khám phá cái tàu ngầm này. Và mình thấy là đây cũng có thể sẽ trở thành một trong những cái địa điểm mà Gaina Free Fire sẽ tập trung rất là nhiều những cái chiến thuật quanh cái khu vực tàu ngầm này. Thực ra thì mỗi cái khu vực mà được ra mắt ở trong game ấy, nó sẽ đều mang những cái tính chiến thuật khác nhau. Vì vậy thì người chơi có thể yên tâm về cái việc là cái game của chúng ta nó sẽ rất phong phú. Đây là quang cảnh của một cái con đường, và cái con đường này chúng ta thấy là bạn sẽ rất dễ bị cam nếu như bạn di chuyển ở giữa những con đường này, bởi vì những cái căn nhà nó có rất nhiều lỗ. Và chúng ta để ý thêm một chút thì những căn nhà này nó có cánh cửa, những căn nhà này đều có cánh cửa cả. Và không biết là Gaina Free Fire có bổ sung thêm những cái gì hay ho hay không. Chúng ta vẫn thấy là cái bản đồ này nó sẽ có cáp treo, và chúng ta vẫn có thể dùng cáp treo để có thể di chuyển được. Chúng ta có thể nhìn thấy là ở phía cuối của con đường chúng ta có thể nhìn thấy một cái đầu cáp treo và một cái cáp treo chạy chéo trên màn hình. Cây ở trong cái phiên bản này thì đều là những cái cây dừa, và những cây dừa này nó cũng giống như ở trên đảo Thiên Đường thôi. Cái khả năng che chắn của chúng ta nó là không được cao cho lắm. Và chúng ta còn sao có thêm một số công trình mới như là cái cột điện. Và sơ qua một chút thì để cho các bạn thấy là sau 6 những cái ảnh mà chúng ta vừa nhìn thấy vừa rồi thì có thể thấy rằng là cái bản đồ này nó sẽ không phải là một bản đồ quá rộng lớn. Cá nhân mình nghĩ là nó sẽ còn nhỏ hơn cả bản đồ đảo Thiên Đường cơ. Và ở đây chúng ta có một nhìn toàn cảnh này, chúng ta sẽ có một cái thành phố ở giữa rất lớn. Ở cái con thuyền nó sẽ nằm ở phía xa xa và nó sẽ nối ra giữa hai cái dặng núi là một cái khu vực bờ sông. Ở đó thì sẽ có cái con thuyền. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một vài cái khu nhỏ lẻ trên đồi. Và đa số những cái sự tập trung của người chơi thì sẽ tập trung về cái thành phố siêu rộng, cái thành phố siêu lớn mà nó sẽ nằm ở chính giữa cái bản đồ này. Thì đấy là cái phân tích của mình về cái bản đồ sa mạc này. Và hy vọng là một vài ngày tới khi mà cái server thử nghiệm nó mở mà mình được nhảy vào server thử nghiệm mình xem, thì mình sẽ quay hết toàn bộ và review cực kỳ chi tiết tất cả mọi thứ của cái bản đồ sa mạc Kalahari này. Và mình nghĩ là Gaina Việt Nam họ cũng sẽ sớm công bố những thông tin về bản đồ sa mạc này mà thôi. Và sau rất là nhiều những cái ngày chờ đợi thì cuối cùng thì Gaina cũng đã công nhận rằng tất cả những cái video trước đó của họ, ví dụ như video Vale Vale này hay là cái video của cái thẻ vô cực mùa 9, thẻ vô cực bão cát thì nó đều là, xin lỗi các bạn, đó là thẻ vô cực mùa 14, là thẻ vô cực bão cát, thì đều là hướng tới việc là xây dựng và mang đến một cái cảm quan về một cái map sa mạc. Thì mình tin rằng cái map sa mạc này nó sẽ là một cái trải nghiệm rất thú vị. Cái map sa mạc này nó sẽ ra mắt vào OB19 và như vậy thì nó sẽ rơi vào khoảng ngày 12 tháng 12. Và theo như bên Gaina, một số những thông tin mà họ đã công bố thì cái phiên bản OB19 chúng ta sẽ ra mắt vào ngày 12 tháng 12, tức là vào ngày thứ 5, và chúng ta sẽ còn khoảng 4 tuần nữa trước khi mà đến với cái phiên bản OB19 này. Ngoài ra thì Gaina cũng có thông bố thêm một vài những cái đồ đạc mới, đó là cái súng bắn ra tường bom keo cũng như là cái băng đạn thay nhanh. Thì mình không biết là cái băng đạn nhanh này thì
nó sẽ giúp cho chúng ta thay đạn nhanh hơn, tôi nghĩ là như vậy. Và cái súng bắn tường bom keo này thì có thể ném cái tường bom keo ở một khoảng cách xa hơn, hoặc là khi mà bạn bắn vào đâu đấy thì nó sẽ tạo một cái tường bom keo và bạn có thể cứu đồng đội mình ở một khoảng cách xa hơn so với cả việc mà chúng ta phải ném bom keo. Bởi vì cái tầm mà ném bom keo thì nó lại rất ngắn, nó chỉ rơi khoảng 25-30 mét thôi, còn cái tầm mà chúng ta bắn súng bom keo này thì mình nghĩ là nó sẽ rất xa, và nó sẽ xa cỡ như là kiểu M79 chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái bổ sung nó cũng khá là hay ở trong Arena Free Fire, và cũng chưa biết là cái này nó sẽ hoạt động như thế nào. Và ở OB19 thì sẽ có rất nhiều những cái mới, ví dụ như là cái thay đổi về kỹ năng của pet, hay là cái mở thêm cái slot kỹ năng thứ tư. Thì tất cả những thông tin đó thì mình sẽ đưa đến các bạn trong những cái bản tin tiếp theo. Còn hiện tại thì chúng ta hãy xem lại những cái hình ảnh của cái phiên bản OB19, đó là những cái hình ảnh về cái bản đồ mới nhá. Và hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ cho Ria Gaming ở trong những cái video tiếp theo. Và các bạn có nhận xét như thế nào về cái bản đồ đó là cái bản đồ sa mạc Kalahari thì các bạn hãy vui lòng để ở dưới phần comment để mình được biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.